Chiều 14 tháng 3, tại trường mầm non xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước, Quỹ hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền Trung phối hợp với Sở Dục và Đào tạo tổ chức trao tặng trang thiết bị phục vụ dạy và học cho 6 trường mẫu giáo mầm non trên địa bàn tỉnh bị thiệt hại do lũ lụt năm 2016. Đó là các trường mẫu giáo Nhân Hòa, thị xã An Nhơn, mẫu giáo Cát Chánh, huyện Phù Cát, mẫu giáo Mỹ Cát, huyện Phù Mỹ, mầm non Phước Thắng, mầm non Phước Hòa, huyện Tuy Phước và mầm non An Tiến, huyện Hội An. Nhận thấy Bình Định là một trong những tỉnh mà bị nặng nhất sau cơn lũ, cho nên chúng tôi quyết định tài trợ cho Bình Định. Năm 2017 thì ngoài cái việc hôm nay chúng tôi trao cho 6 trường, mỗi trường gần 100 triệu tiền thiết bị, chúng tôi cũng tài trợ cho Bình Định xây dựng một cái công trình là trường tiểu học số 2 Phước Sơn, trị giá là gần 3 tỷ đồng. Và chúng tôi cũng giúp cho Bình Định đặt 10 trạm máy đo mưa tự động là trị giá là gần 400 triệu đồng. Thì năm nay là chúng tôi tài trợ cho Bình Định là khá nhiều so với tỉnh khác, vì lý do là Bình Định là một trong những tỉnh mà bị nặng nhất. Số trang thiết bị trao tặng đợt này có tổng giá trị 570 triệu đồng do Quỹ hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền Trung vận động công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sổ số kiến thiết thành phố Hồ Chí Minh tài trợ. Đây là các bộ bàn ghế, bộ đồ dùng, đồ chơi cần thiết trong các tiết dạy trẻ học toán, học chữ cái, phục vụ hiệu quả các hoạt động vừa học vừa chơi, hoạt động ngoài trời của trẻ. Cảm xúc rất là mừng và rất là vui mừng khi nhận được những cái hàng tài trợ này. Những đồ dùng này là trang bị bên trong, rất là về như về mà phát triển nhận thức và phát triển ngôn ngữ. Và cũng như là những cái đồ dùng này thì nó có tác dụng để mà phát huy hết các cái góc chơi, vai chơi của bé trong cái thời gian mà bé hoạt động của một ngày trong cái sinh hoạt hàng ngày của bé. Những cái đồ dùng này nó sẽ có lợi ích cho trẻ trong những cái hoạt động các tiết học, ví dụ như toán hoặc là chữ cái, hoặc là hoạt động trong cái giờ học vừa chơi và các hoạt động ở ngoài chơi.